Con này là 30 con một ký. 30 con một ký. Này cũng vậy. Mấy này nhỏ hơn. Lúc này sinh sản nha bà con. À, có vòng trứng nè. Họ đã sinh sản. Ốc này là chắc chắn là sinh sản luôn. À, xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về cái tập 4 của cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi bưu thương phẩm. Ở tập 4 này em xin giới thiệu đến bà con về cái kỹ thuật chăm sóc và quản lý ốc. Thì ở tập này em sẽ giới thiệu cái môi trường đầu tiên, đó là quản lý trong cái môi trường nuôi trong ao đất, ao tự nhiên. Thì đây là cái ruộng nuôi ốc của bên em. Lâu lắm rồi em cũng chưa có quay lại cái ruộng này để bà con thấy. Hôm nay thì bèo cám nó đã bị ốc nó ăn sạch rồi. Ốc nó ăn sạch bèo cám rồi. Giờ chỉ còn bèo qua dâu với gâu nhúc thôi. Gâu nhúc thì nó đang phát lên rất là đẹp. Đấy, bà con thấy không? Thì để chăm sóc và quản lý cái con ốc trong cái môi trường ao đất này là bên em áp dụng một cái công nghệ hết sức là tiên tiến. Một cái công nghệ của Israel nha bà con. Công nghệ này Israel áp dụng á, chung rất là tiên tiến à, không phải đơn giản đâu. Đó là công nghệ thả lan bỏ đại đó. Nào, bà con không có nghe nhầm đâu nha, đó là công nghệ thả lan đó. Thì em nuôi ở cái ruộng lúa này là em thả lan thôi. Thả lan nó chúng ta cứ để nó tự nó phát triển à. Chúng ta tạo thì khi mà em tư vấn á là em lúc nào em cũng nói với bà con là chúng ta cứ tạo một cái môi trường nuôi trước khi lấy giống. Thì nuôi ốc chúng ta cứ tạo môi trường tự nhiên, nó sẽ tự phát triển. Thì cái thức ăn mà cho con ốc nó là các loại thức ăn xanh, bèo. Thì ở đây em cho ăn bèo, gâu nhúc nè, con súng. Đơn giản vậy thôi, không có gì mà phức tạp cả. Nhiều người nuôi ốc nghĩ nuôi ốc phức tạp quá rồi cứ cho ăn thức ăn này nọ. Em thì không. Em cứ áp dụng công nghệ thả lan đó là em cứ quất tới thôi. Thả ở đây thì tự nó ăn gì nó ăn, có bèo nè. Rồi 3 tháng là cứ lấy lên. Ở đây thì một tuần em thả xuống 5.000 con. Anh thả liên tục nha bà con. Nuôi ốc thì chúng ta phải thả liên tục, thả giống liên tục để chúng ta sẽ thu hoạch xe dòng thôi. Đây để em vớt thử cái đám bèo này lên coi nó có ốc không nha. Vớt lên cho con xem. Đổ đây luôn đi. Đây nha bà con. Ốc nhỏ có, bự có. 2 con à.
Tết chưa? Giật này thất bại. Đây, hai con. Con này lớn hơn con này. Nói chung là con này chắc thả được khoảng 15 ngày khi xuống giống rồi. Này thì được 1 tháng. Ở đây do là em thả liên tục à. Em con này lớn hơn đây. Giật thêm nữa. Đây nha bà con. Này trọng lượng kích thước lớn hơn tí. Con này nhỏ hơn nữa nè. Con này ốc lát. Đấy. Nói chung là kích thước thì đầy đủ. Để em vớt thêm vật nữa rồi. Nó nằm ở dưới cái đám bèo này rất là nhiều. Đây. Đổ nó ra luôn. Đấy. Ô, vật này hơi nhiều. Đây nha bà con. Quá xá luôn. Thì ở đây thì nó hơi bị đóng gông tí nhưng mà chả sao cả. Chung là thả môi trường tự nhiên mà. Nó bị nắng thì hơi đóng gông nhưng mà không có gì, con ốc rất là khỏe mạnh. Đấy. Cũng không có quan trọng nhiều về đây, về cái gông này. Con này con ốc lát nè bà con. Ốc rất là đẹp. Ốc lát đây nè. Hơi bị đóng gông tí nhưng không sao hết. Hay kích thước đầy đủ, có lớn có nhỏ có. Thì mình cứ thả liên tục, em thả liên tục xuống mà. Để mới có nguồn giống mà cung cấp cho bà con chứ. Cái này thì đẻ là vô tư. Tháng mưa đẻ cho mà thấy. Đấy, thả lại thôi. Rồi. Thì em xin nói đơn giản lại cái chăm sóc ở cái ao đất, ở cái nuôi ốc trong ao đất là áp dụng công nghệ Israel, công nghệ tiên tiến nhất của thế giới á, Thả Lan Bảo Đại. Rồi còn nhớ nha, Thả Lan Bảo Đại thôi. Thì Israel là một cái đất nước nó nằm ở Tây Á, sa mạc rất là nhiều. Nhưng mà họ là người Do Thái nên họ rất là thông minh. Họ có cái công nghệ nhỏ giọt á, họ nuôi cây, họ trồng cây trong sa mạc luôn đó. Họ vẫn trồng được, họ xuất khẩu rất là nhiều. Đấy. Thì em mới học hỏi được cái công nghệ của họ là công nghệ Thả Lan Bảo Đại thôi. Giờ nắng quá. Thì bà con nuôi trong ao đất này á, nó được cái là chúng ta ít thay nước, chúng ta cứ cho nó ăn tự nhiên. Thì vấn đề quản chăm sóc thôi. Chăm sóc thì gọi là bỏ lan thả đại. Rồi về quản lý á, thì nó sẽ bị các cái loại thiên địch, các loại thiên địch nó ăn. Các loại thiên địch thì đó là chuột nè, bìm bẹp thì đặt thôi, chúng ta bẫy nó. Còn chuột thì phải bỏ thuốc, chứ hạn chế, chúng ta phải hạn chế nó ăn ốc. Ốc này sinh sản nha bà con, nè có bông trứng nè, bảo đảm sinh sản. Ốc này là chắc chắn là sinh sản luôn. Cứ thế thôi. Chứ nuôi ốc là không có gì mà phức tạp. Nhiều bà con hỏi là có thuốc men gì không. Em nuôi thì không có thuốc. Nuôi thuốc, nếu mà nuôi ốc mà nuôi thuốc, em nuôi là từ khi em lập nghiệp là em áp dụng cái phương châm là nuôi sạch, nuôi tự nhiên thì không nên dùng thuốc. Chúng ta làm, chúng ta có một cái sản phẩm sạch thì sẽ có người tiêu dùng. Hiện tại giờ thì xu hướng của người tiêu dùng là các thích sạch, các xuất hàng sạch. Sắp tới thì em sẽ mở rộng cái quy mô của em lên cái vườn sinh thái luôn, chứ không đơn giản là một cái trại ốc không. Ở đây em có rất là nhiều loại cá ở đây, thì ở tập sau em sẽ đi câu cá cho bà con xem. Cá rất là nhiều, cá trắng nha bà con, thả lan, cá trắng và tép, nói chung là đầy đủ các loại đặc sản của miền Tây là tự nhiên,
không có qua bất kỳ một cái thức ăn công nghiệp nào cả. Nói chung là trải nghiệm luôn đó, em sẽ mở rộng lên một cái khu sinh thái để trải nghiệm. Đây dài ngoài kia kìa, đẹp lắm. Thì bữa em sẽ trồng thêm điên điển ở dưới này để cho bà con trải nghiệm cái phần điên điển. Đây, còn thấy con ốc không? Đó đó, nó đang nổi lên để thở đó. Đấy, thì nó ở dưới bèo là rất là nhiều, rất là khó, mà ban ngày là rất khó nó xem đó. Rồi để em đi qua cái ao ốc bố mẹ bên kia cho bà con xem. Ok, đây là cái ao ốc bố mẹ của em nha bà con. Thì hiện tại bên cái ruộng bên kia nó cũng có sinh sản rồi. Ao ốc bố mẹ này thì nó sinh sản nhiều hơn. Thì bà con thấy một cái môi trường, nói chung là nuôi ốc là tạo môi trường. Lúc nào em cũng nói như thế, tạo một môi trường tự nhiên để cho ốc nó sinh sống. Thì ở đây em cũng áp dụng công nghệ hết sức là tiên tiến thôi, công nghệ thả lan bỏ đại đó, tự nó sinh sôi phát triển thôi chứ quan tâm gì nhiều, chủ yếu là cứ hàng ngày mà đi thu trứng thôi. Đây em cho bà con xem cái ốc nó đang đeo đây. Đấy, con thấy cái lá đu đủ không? Nó rất là thích ăn cái lá đu đủ nha bà con. Đây bên em trồng, hai bên trồng đu đủ rất là nhiều để hái lá cho nó ăn. Em vớt cho bà con xem. Nó kỳ xa quá. Kỳ xa, vớt trong này đi. Đây. Đấy, lớn có, nhỏ có. Đây nha bà con, quá nhiều, kích thước đầy đủ. Do là em con giống là bên em thả liên tục nên nó khá là nhiều kích thước. Con này là 30 con một ký. 30 con một ký. Này cũng vậy. Mấy này nhỏ hơn. Thì ai nhớ bà con thấy xem lại là ao của em gá là nhiều bông súng. Con ốc nó rất là thích ăn cái bông súng. Cái bông súng này thì cái lá của nó là nó đâm lá liên tục, nó đâm lá rất là nhiều. Khi mà nó đâm lá cái liên tục á là cái lá già thì con ốc nó sẽ đeo nó ăn. Và cái bông nè, cái bông súng nè, bà con thấy bông súng không? Cái bông này khi chúng ta không hái đi á là nó tàn, nó sẽ héo và nó rớt xuống nước thì con ốc nó cũng ăn. Đấy là cái nguồn thức ăn của nó. Hai bên thì lục bình là để lọc nước, ổn định pH rất là tuyệt vời. Thì ở đây em rải thêm cái lá phơi mì với cái lá đu đủ để cho con ốc nó đeo nó ăn thôi. Cái lá này là ban đêm mà, ban đêm là nó đeo rất là nhiều, nó đeo kín luôn không thấy được cái lá đâu. Ai nhìn cái lá bài kia kìa, nó ăn sơ sát kìa, nó ăn lũng lỗ lũng hang hết á. Là ban đêm nó đeo là không thấy được lá đâu. Thì chung là đơn giản như thế. Như thế là em muốn chia sẻ đến bà con, gửi đến bà con về cái kỹ thuật chăm sóc cho con ốc ở trong cái ao đất. Không có gì phức tạp, chúng ta cứ tạo môi trường và chúng ta thả. Còn về cái quản lý mà tránh được các cái thiên địch nó ăn á, thì chúng ta có thể lầu lưới, gà lưới xung quanh. Chúng ta không cho các thiên địch nó ăn. Ở đây thì em không có gào. Sắp tới em gào, chủ yếu gào là để cho cái đàn cá nó đi thôi, mùa mưa nó đi thôi chứ em không sợ mấy cái thiên địch đâu. Nó cũng chả còn nhiều.
À, cái chuột thì em có bỏ thuốc rồi. Còn bịp bẹp thì ở đây nó không có. Nên em cũng không có bận tâm gì các thiên địch. Rồi thì đơn giản như thế. Đó là chúng ta sẽ chăm sóc cái và quản lý cái ốc trong cái ao đất. Thì ở tập sau em sẽ tiếp tục kể cho bà con về cái cách chăm sóc và quản lý trong cái môi trường nuôi nhân tạo, đó là ao bể trong bể xi măng và cái bể lót bạc. Thì nó trong cái bể xi măng, bể lót bạc thì nó sẽ cách chăm sóc nó sẽ khác so với cái ao đất này. Nhưng mà nó có ưu điểm thì chúng ta dễ quản lý thôi, mà nhược điểm thì cái môi trường nuôi nó chúng ta phải thay nước cái thường xuyên. Thì nhiều bà con tới tham khảo là hỏi cho em mấy cái bể lót bạc ở đâu, thì nếu mà em nuôi trong bể lót bạc thì em không có cung cấp giống được cho bà con đâu, nó nhỏ lẻ quá, em phải chơi trong cái như thế này nè, ruộng như thế này nè. Còn thì ngoài cơ sở thứ hai em thì có ươm trong bể bạc thì em sẽ cho bà con xem. Thì cũng nói luôn một phần là về cái phần tham quan. Thì hiện tại giờ rất là nhiều người đến tham quan cái trang trại của em. Nói chung là em có 3 cơ sở ở tại Đồng Tháp nha bà con. Hiện tại giờ cơ sở mà ở tỉnh khác là em chưa có mở. Nói chung là cũng đang tìm cái đối tác để kinh doanh mở rộng, nhưng mà chưa có ai liên hệ. Là em chưa có, khi mà có em sẽ cập nhật lên. Thì em chỉ có 3 cơ sở, 2 ở Tháp 10 và 1 ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các tỉnh khác là chưa có. Thì về cái phần tham quan thì ở Tháp 10 này là em sẽ tiếp vào ngày thứ 6. Nói chung là thứ 6 hàng tuần, từ 9 giờ đến 11 giờ. Cao Lãnh là từ Chủ nhật hàng tuần, từ 9 giờ đến 11 giờ là em sẽ tiếp. Còn các ngày còn lại thì bà con xin em không tiếp, tại vì em còn làm gì khác. Chứ số lượng tham quan rất là lớn, mà mỗi người mỗi một ngày tới thì em không có làm được gì hết á. Còn về cái khâu mà cái số điện thoại của em á, là bà con gọi là cái số bạn rất là nhiều, là vì rất là nhiều người gọi, với em nghe cũng không kịp nữa. Còn về cái khâu đặt hàng thì bà con cứ kết bạn Zalo, bà con cứ để lại thông tin đặt hàng, thì cái Zalo là nó lưu lại, bà con đừng có sợ, nó lưu lại hết. Bà con cứ đặt đó là em sẽ về, em sẽ chốt cái đơn hàng thôi, là từ từ em sẽ trả lời tới. Nhiều bà con nói sao mà nhắn tin không thấy trả lời, thì em sẽ trả lời thôi, nhưng mà chưa tới lượt, nó quá nhiều đi. Rồi còn về cái phần mà cơ sở á, là có một số, hiện tại đang có một số nơi đang lấy con giống của em bỏ lại. Em biết, nói chung là lấy thì không quan trọng, là giá của em thì giá em bán cho mấy ông đó cũng vậy, bán cho bà con cũng vậy, một giá em không thay đổi. Còn mà những người đó mà lấy lại bán lại cho bà con á, là cái giá chắc ăn sẽ cao hơn rồi. Đó là em không quan tâm, tại vì đó là cái kinh doanh của mọi người. Nhưng mà những cái người đó mà lấy mà nói là cái thương hiệu của bên em là không được. Là bà con nên chú ý là em chỉ có 3 cơ sở ở Đồng Tháp và chỉ có một cái số điện thoại, là không phải số khác, và chỉ có một cái Zalo đó. Nếu mà Zalo và cái thương hiệu của em đúng số đó là chính là của bên em. Còn những người khác mà nói là cơ sở là không phải, họ lấy giống của em, họ cung cấp lại giá cao hơn, và em chỉ ra một ít thôi chứ không có giá thứ hai. Nên họ lúc nào họ lấy thì họ sẽ giá bán giá cao hơn nữa, đó là chấp nhận rồi, chứ họ đâu có bán nhà thấp hơn, họ chịu lỗ à. Thì chỉ có như thế thôi. Là cơ sở khác là chưa, em chưa có liên danh nên tỉnh khác là chưa có. Còn ai muốn mạo danh thì nói chung mà họ cái đó là họ không tốt, họ lừa gạt khách hàng, họ gạt khách hàng. Thì bà con nên lưu ý thôi, em chỉ có một số điện thoại duy nhất, cái số này là đại diện cho trang trại Ốc Đen Đồng Tháp. Thôi em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà em gửi đến bà con. Thì em xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.